Thì khi nãy mình đã giới thiệu cho các anh chị cách chuyển tiền từ Binance sang sàn game rồi. Tuy nhiên có một cái lỗi cũng hơi hơi phổ biến, đó là khi các anh chị chuyển rồi nhưng mà tiền chưa có hiện về tài khoản. Thì mình sẽ cần làm thêm một cái động tác như thế này. Đầu tiên là mình vào email á, thì nó báo một cái email là mình đã chuyển khoản thành công rồi ha. Thì mình sẽ lấy cái mã TSID nè. Mình bấm vào sao chép. Mình qua sàn game, mình bấm vào deposit ở phần USDT và mình bấm vào add transaction. Ở đây mình dán một cái mã TRSH. Đó là mã TSID á, là cái mã giao dịch của mình các anh chị. Số lượng mình nhập là 64 và bấm vào submit. Dạ, cái này mình đã làm rồi cho nó hiện lên dấu đỏ. Các anh chị chỉ cần làm động tác này, sau đó là tiền sẽ về tài khoản. Từ 51 USDT mình đã có được 115 USDT là tiền về, đã thành công rồi ha.